anh chị em rất thân mến, chúng ta ý thức rằng mình cần phải thăng tiến, phải thăng tiến từ con tim, phải đổi mới từ tấm lòng của mình. Sự thăng tiến này là một nỗ lực làm sáng tỏ phẩm giá cao quý của chúng ta là con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa để sống như con cái đích thực của Thiên Chúa. Đó là ơn gọi rất căn bản và cũng thật cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Thực vậy, trong lời nguyện của giờ kinh sáng ngày thứ hai tuần 4, chúng ta đã cùng với giáo hội thân thưa lên với Thiên Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo thành vũ trụ, Chúa đã muốn cho con người mỗi ngày một trở nên toàn hảo và hoàn thành công trình tạo dựng của Chúa. Đó phải là một ý thức và là tâm niệm sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng trong bối cảnh xã hội hôm nay, hơn bao giờ hết chúng ta được gọi mời ý thức và tích cực sống sao cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã thương ban, nghĩa là làm thăng hoa phẩm giá của mình là con người và là con của Thiên Chúa. Trong giải bóng đá U23 châu Á vừa qua, dân tộc Việt Nam của chúng ta đã quá sung sướng và tự hào về thành tích chưa bao giờ có, đó là đội tuyển Việt Nam được vào chung kết. Dù không đạt giải vô địch, nhưng đã tỏ ra rất vinh dự và tự hào về tinh thần và lối chơi thật đáng trân trọng. Nhưng chính trong chiến thắng chưa từng có này, chúng ta lại phải nghe một lời bình luận thật chua chát rằng thắng thể thao một bữa mà lại thua văn hóa cả một đời. Chiến thắng đã làm cho có những người quá vui đến không còn tự kiểm soát, sẵn sàng quậy phá gây hư hại bao công trình chung cũng như những vật dụng cá nhân. Rất nhiều người đua nhau chạy bão, gây xáo trộn và làm mất an toàn giao thông công cộng. Có những người không còn nhớ mình là ai, không còn biết xấu hổ, dám thoát y tung tăng giữa đường phố. Có những phụ nữ bị bình phẩm là người có vóc dáng cao ráo, học vấn cũng cao, nhưng lại có một phong cách quá thấp. Thật đáng buồn khi có những cô gái dường như không còn ý thức giá trị cao cả của lá cờ tổ quốc mà mọi người dân Việt phải nghiêm trang chào kính, nên đã không ngại dùng lá cờ tổ quốc để quấn vào mình như một thứ đồ lót hời hợt, hết sức bôi bác. Họ đã tự hạ phẩm giá của mình, lại còn làm nhục quốc thể, làm cho nhiều người băn khoăn tự hỏi, rồi mình sẽ chào quốc kỳ thế nào đây? Những sự kiện trên đáng cho chúng ta suy nghĩ và cảnh giác. Trong thắng lại có thua, như trong chữ vững vẫn sẵn có dấu ngã, cũng như chữ thắng của tiếng Việt vừa có nghĩa chiến thắng, vừa có nghĩa là kiềm chế. Niềm vui chiến thắng mà không biết kiềm chế, không biết kiểm soát sẽ dễ dẫn tới những mất mát, thất lợi khôn lường. Thực sự, cái mất, cái thua, cái bị hạ thấp qua những sự kiện trên chính là phẩm giá cao quý của con người, của dân tộc Việt Nam, của chúng ta đã bị tổn thương, bị lăng nhục. Vinh dự thắng cuộc làm sao có thể bù đắp lại những mất mát to lớn kia. Mặt khác, chúng ta lại cũng không khỏi đau buồn khi nghe những người tự cho mình là người có văn hóa đã to tiếng lên án, mắng nhiếc những người quá vui kia bằng những lời nói thô lỗ, tục tiểu mà không chút e sợ nhân cách của mình bị hạ thấp. Họ đã lạm dụng phương tiện truyền thông để nặng lời nhục mạ, xúc phạm đến phẩm giá của người khác hơn là nói những lời có giá trị xây dựng. Có lẽ họ cũng không hiểu rằng ngay trong chữ nhẹ đã có dấu nặng rồi. Làm như thế, phẩm giá của người nhục mạ và người bị lăng nhục đều bị tổn thương. Anh chị em thân mến, kinh nghiệm đau lòng trên cũng gợi nhắc chúng ta là những Kitô hữu, cách riêng những Kitô hữu ưu tuyển là những giáo sĩ và các tu sĩ về cách sống ơn gọi cao quý của mình. Được ơn tái sinh, được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha và nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta được mặc lấy phẩm giá cao quý của người con Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện để đáng được chia sẻ vinh quang và niềm hạnh phúc của Chúa. Nếu không biết ơn Chúa và cũng chẳng ý thức lời gọi mời của Chúa, người Kitô hữu sẽ dễ sa vào những cạm bẫy của ma quỷ và thế gian, làm tổn hại phẩm giá cao quý của mình, làm đau khổ mẹ giáo hội và xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha tốt lành của chúng ta. Thật vậy,
Ngày ngày chúng ta nghe biết có nhiều người nơi xã hội và cả trong giáo hội được quyền cao chức trọng, nhưng đã không ý thức phẩm giá cao quý của mình, để rồi chẳng biết sống cho xứng với hồng ân và sứ mệnh được trao ban, nên đã rơi vào những tình trạng quá bi đát, vừa tổn hại phẩm giá của mình, vừa gây hại cho xã hội và giáo hội. Thật đau xót và đáng tiếc biết bao. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho mọi tín hữu, nhất là những tín hữu ưu tuyển của Chúa là các giáo sĩ, tu sĩ đang phải đau khổ vì phẩm giá của họ bị đe dọa và tổn hại do những yếu đuối vấp ngã. Xin lòng thương xót của Chúa ủi an, nâng đỡ, giúp tất cả biết can đảm vươn lên trong tin yêu, hy vọng để làm sáng lên và làm sống động lại phẩm giá cao cả mà Chúa đã thương ban. Nếu chúng ta luôn ý thức và trân trọng phẩm giá cao quý của mình là con người và là con của Thiên Chúa, chúng ta sẽ biết suy nghĩ, nói năng và chọn lựa cách ứng xử, thể hiện một sự thăng tiến đích thực, xứng với phẩm giá cao quý của mình và niềm mong đợi của Thiên Chúa khi tạo dựng và ban cho chúng ta muôn vàn ân phúc. Có như thế, chúng ta mới hy vọng góp phần thăng tiến xã hội và giáo hội. Anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào năm mới, năm Mậu Tuất. Mọi người Việt Nam đang cố gắng kiến tạo mùa xuân trong yêu thương sum họp bằng những truyền thống tốt đẹp. Xin quý cha xứ quan tâm hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ và các gia đình Kitô hữu biết vui xuân mừng Tết cách xứng hợp với niềm tin chân chính và với phẩm giá của con người là con cái của Thiên Chúa. Năm nay, mùa chay khởi đầu trước Tết 2 ngày là một dịp gợi nhắc chúng ta mừng Tết trong tinh thần mùa chay, giúp chúng ta ý thức hơn về một niềm vui cần phải có thắng, có sự điều độ, biết tiết chế. Vì có thắng mới bảo đảm lợi đích thực, mới là một sự thắng lợi đúng nghĩa và đáng giá. Xin anh chị em hãy ý tứ, tránh vui xuân mừng Tết trong rượu chè đến say sưa, hoặc trong bài bạc dẫn đến tiêu tán tài sản, làm mất cả hạnh phúc gia đình. Xin anh chị em lưu ý, ngày mùng 3 Tết năm nay rơi vào ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày 18 tháng 2 năm 2018. Theo luật phụng vụ, trong ngày Chủ nhật mùng 3 Tết này, chúng ta phải cử hành lễ Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chứ không được cử hành thánh lễ cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Vì vậy, giáo phận Phú Cường của chúng ta sẽ cử hành lễ cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm vào ngày thứ hai kế tiếp, tức ngày 19 tháng 2 năm 2018, ngày mùng 4 Tết. Kính chúc anh chị em đón mừng Tết thật vui tươi, thánh đức và hân hoan bước vào năm mới Mậu Tuất tràn đầy ân sủng của Chúa Ba Ngôi. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu khơi dậy nơi lòng anh chị em một ý thức sâu sắc và sống động về phẩm giá cao quý của mình, để anh chị em biết tích cực sống xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã thương ban. Thân ái chào anh chị em.